chào các bạn. Hôm nay anh Phi có một cục hàng anh Phi để quên trên kho, lu bu công chuyện anh Phi không có mang xuống, và sáng nay mới mang xuống mới kiểm tra thấy là trong này nó còn một ít các cái mẫu đồ chơi đội bay siêu đẳng. Đây là cái cây đèn sạc để phục vụ cho cửa hàng Habo những lúc bị cúp điện đó các bạn. Cái cây đèn sạc này xài cũng vui. Này là đèn, đẩy cái này lại ha, xong rồi các bạn bóp lại, các bạn có thể xài đây ha. Đây anh Phi còn mấy mẫu nè, anh Phi cho rọi đèn cho các bạn thấy cho dễ nha. Đây là con Z nhưng mà thuộc đội công trình, còn con này là scoop nha các bạn. Scoop đó là cái cào á, scoop ha. Rồi con này là swampy ha. Còn con này á, là Duni nè. Duni con này thuộc dòng dòng chuẩn nha các bạn. Nó to hơn con mini nhiều. Đây là con mini nè. Mình lấy cho các bạn coi. Đây là con mini. Dòng này dòng mini nè, nó cao khoảng 7 cm thôi. Còn con này cao hơn to hơn. Cái cách của nó sẽ là như vậy Rồi. Nó còn mẫu nào nữa? Ở phía sau lưng nó còn một ít nè. Đây. Còn một mẫu nữa, cái này là gọi là gì ta, con này mira đáy cá. Anh Phi coi coi còn sau đây là gì nữa. Anh Phi mới chất lên xong. Phía này là wheel là giống như cái con bánh xe vậy đó, Hot Wheel á các bạn, cái chữ wheel á, Hot Wheel của Hot Wheel á, WHEE rồi LS. Wheel phía sau nó là gì, wheel luôn ha. Và con này với lại một con này, con này thì robot suit của Z, Z Teacher. Rồi anh Phi có bao nhiêu đây mã, và bây giờ anh Phi sẽ làm tem để anh Phi nhập vô cửa hàng để chia sẻ với các bạn. Dòng hàng này cũng không phải là một dòng hàng gọi là có thể kinh doanh rộng ra ngoài, đây là hàng tích tay bạn anh sách về cho anh để bổ sung thêm hàng cho cửa hàng thôi, không có ý kinh doanh rộng ra ngoài, chủ yếu là chia sẻ với khách hàng của Habo cho đủ mã đủ mẫu thôi ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác nhé.